Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải bài tập trong sách giáo khoa của môn toán lớp 5 Mời các em mở sách giáo khoa của môn toán lớp 5 trang 73 luyện tập trung Đầu tiên các em làm bài tập số 1 đặt tính rồi tính A nhỏ 266,22 chia cho 34 bằng bao nhiêu 266,22 chia cho 34 đây là phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Đầu tiên, các em chia phần nguyên trước, tức là các em lấy 266 chia cho 34 trước. Cách nhẩm, các em lấy 26 chục chia cho 30 chục thì các em ước tính được khoảng 8 lần. Nhưng khi lấy 8 nhân ngược lên với 34, 8 x 4 bằng 32, viết 2 nhớ 3, 8 x 3 bằng 24 thêm 3 là 27 mà ở đây chỉ có 26 chục. Như vậy, các em không thể lấy 8 mà các em hạ 8 xuống một đơn vị, các em lấy 7. Tức là 266 chia cho 34 thì các em ước tính được khoảng 7 lần. Sau đó, các em lấy 7 x 4 bằng 28. Lấy 36 trừ 28 bằng 8, viết 8 như 3. 7 x 3 bằng 21, thêm 3 là 24. Lấy 26, trừ đi 24, bằng 2. Tiếp theo, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Sau đó, hạ 2 cạnh 28 được 282. Lấy 282 chia cho 34. Các em ước tính được khoảng 8 lần. Sau đó các em lấy 8 nhân 4 bằng 32. Lấy 32 trừ 32 bằng 0, viết 0 nhớ 3. 8 x 3 bằng 24, thêm 3 là 27

chia cho 34 bằng 7,83. Tiếp theo các em sang câu B là 483 chia cho 35. Ở đây 4 không chia được cho 35, các em lấy 48 chia cho 35 được khoảng 1 lần. Sau đó lấy 1 x 5 bằng 5 và lấy 8 x 5 bằng bằng 3. 1 x 3 bằng 3 và lấy 4 x 3 bằng 1 Tiếp theo hạ 3 cạnh 13 Được 133 Các em lấy 133 chia cho 35 Được khoảng 3 lần Sau đó lấy 3 x 5 bằng 15 Và lấy 23 Trừ 15 bằng 8 Viết 8 nhớ 2 3 x 3 bằng 9 Thêm 2 là 11 Và lấy 13 Trừ 11 bằng 2 như vậy, 483 chia 35 bằng 13 và dư 28. Để tiếp tục phép chia, các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương Sau đó thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư Các em được 280 Lấy 280 chia cho 35 Các em được 8 lần Sau đó lấy 8 x 5 bằng 40 Lấy 40 trừ 40 bằng 0 Viết 0 nhớ 4 8 x 3 bằng 24 Thêm 4 là 28 Và lấy 28 trừ 28 bằng 0 như vậy 483 chia cho 35 bằng 13,8. Tiếp theo các em sang câu C là 91,08 chia cho 3,6. Đây là phép chia một số tập phân cho một số tập phân. Ở đây, số chia là 3,6, ở phần tập phân có một chữ số. Như vậy, các em dịch chuyển dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Sau đó, bỏ dấu phẩy của số chia đi. Bây giờ các em thực hiện phép tính 910,8 chia cho 36. Đầu tiên, các em chia phần nguyên trước. 9 không chia được cho 36, lấy 91 chia cho 36 được khoảng 2 lần. Sau đó, các em lấy 2 nhân ngược lên với 36. 2 nhân 6 bằng 12. Lấy 21 trừ 12 bằng 9. Viết 9 nhớ 2. 2 nhân 3 bằng 6, thêm 2 là 8 và lấy 9 trừ 8 bằng 1. Tiếp tục các em hạ 0 cạnh 19 được 190. Lấy 190 chia cho 36 các em ước tính được khoảng 5 lần. Sau đó lấy 5 nhân 6 bằng 30 và lấy 30 trừ 30 bằng 0, viết 0 nhớ 3. 5 nhân 3 bằng 15. Thêm 3 là 18 và lấy 19 trừ 18 bằng 1. Tiếp tục các em viết dấu phẩy và bên phải của thương. Sau đó hạ 8 cạnh 10 được 108. Lấy 108 chia cho 36 được 3 lần. Sau đó lấy 3 nhân 6 bằng 18 và lấy 18 trừ 18 bằng 0. Viết 0 nhớ 1. Tiếp theo các em lấy 3 nhân 3 bằng 9 thêm 1 là 10 và lấy 10 trừ 10 bằng 0. Như vậy 91,08 chia cho 3,6 bằng 25,3. Tiếp tục các em sang câu D là 3 chia cho 6,25. Đây là phép chia một số tự nhiên cho một số tập phân. Ở đây số chia là 6,25 Ở phần tập phân có hai chữ số Như vậy Các em viết thêm vào bên phải của số 3 hai chữ số 0 Sau đó bỏ dấu phẩy của số tập phân đi Bây giờ các em thực hiện phép tính 300 chia cho 625 300 bé hơn 625 cho nên 300 chia cho 625 em được 0 lần Tiếp theo các em lấy 0 nhân với 625 bằng 0 và lấy 300 trừ 0 bằng 300. Để tiếp tục phép chia thì các em viết dấu phẩy vào bên phải của thương. Đồng thời viết thêm một chữ số 0 vào bên phải của số dư. Bây giờ các em được 3.000, lấy 3.000 chia cho 625 thì được khoảng 4 lần. Sau đó lấy 4 nhân với 625, 4 nhân 5 bằng 20. Lấy 20 trừ 20 bằng 0, viết 0 như 2. 4 Nhân 2 bằng 8 Thêm 2 là 10 Lấy 10 trừ 10 bằng 0 Viết 0 nhớ 1 4 nhân 6 bằng 24 Thêm 1 là 25 Và lấy 30 trừ 25 bằng 5 Để tiếp tục phép chia Thì các em lại viết thêm Một chữ số 0 vào bên phải của số dư Bây giờ các em có 5.000 Lấy 5.000 Chia cho 625 Cách nhẩm các em lấy 50 500 Chia cho 600 thì các em ước tính được khoảng

Tiếp theo, mời các em sang bài tập số 2 tính A nhỏ mở ngoặc 128,4 trừ đi 73,2 đóng ngoặc chia cho 2,4 trừ đi 18,32 bằng bao nhiêu? Biểu thức này có dấu ngoặc, có phép chia, phép trừ. Như vậy, đầu tiên các em phải thực hiện phép tính ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó các em thực hiện phép chia và cuối cùng các em mới thực hiện phép trừ. Đầu tiên các em lấy 128,4 trừ đi 73,2 bằng 55,2 sau đó các em lấy 55,2 chia cho 2,4 55,2 chia cho 2,4 bằng 23 cuối cùng các em mới lấy 23 trừ 18,32 bằng 4,68 tiếp theo các em sang câu B là 8,64 chia cho mở ngoặc 1,46 cộng với 3,34 đóng ngoặc cộng với 6,32. Biểu thức này có dấu ngoặc, có phép chia và phép cộng. Như vậy thứ tự thực hiện phép tính là các em thực hiện phép cộng ở bên trong dấu ngoặc trước, sau đó mới thực hiện phép chia và cuối cùng các em mới thực hiện phép cộng ở bên ngoài dấu ngoặc. Tức là đầu tiên, các em lấy 1,46 cộng với 3,34 bằng 4,8. Tiếp theo, các em lấy 8,64 chia cho 4,8 bằng 1,8. Cuối cùng, các em mới lấy 1,8 cộng với 6,32 bằng 8,12. Tiếp tục các em sang bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau: Một động cơ mỗi giờ chạy hết 0,5 lít dầu, hỏi có 120 lít dầu thì động cơ đó chạy được bao nhiêu giờ? Muốn giải được bài toán này, đầu tiên các em phải tóm tắt được nội dung của bài toán. 0,5 lít dầu thì chạy được 1 giờ Như vậy 120 lít dầu Thì động cơ đó chạy được Trong bao nhiêu giờ Rất là đơn giản Các em chỉ cần so sánh xem 120 nó gấp 0.5 là bao nhiêu lần Tức là các em lấy 120 Chia cho 0.5 Và cụ thể các em có lời giải chi tiết Của bài toán như sau Có 120 lít dầu Động cơ đó chạy được số giờ là Lấy 120 chia 0.5 Bằng 240 tức là 240 giờ. Như vậy các em có đáp số là 240 giờ. Tiếp theo các em sang bài tập số 4 tìm x. a nhỏ x trừ đi 1,27 bằng 13,5 chia cho 4,5. Đầu tiên, các em làm gọn phép chia trước, tức là các em lấy 13,5 chia cho 4,5 bằng 3. Đến đây các em có x trừ đi 1,27 bằng 3. x là số bị trừ Muốn tìm số bị trừ Các em lấy hiệu cộng với số trừ Tức là x bằng 3 là hiệu cộng với số trừ là cộng với 1,27 3 cộng 1,27 bằng 4,27 Tiếp theo các em xem câu B là x cộng với 18,7 bằng 50,5 chia cho 2,5. Thì đầu tiên các em lấy 50,5 chia cho 2,5 trước. 50,5 chia cho 2,5 bằng 20,2. Đến đây, các em có x cộng 18,7 bằng 20,2. Ở đây x đóng vai trò là số hạng chưa biết của một tổng. Muốn tìm số hạng chưa biết của một tổng, các em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, tức là x bằng tổng là 20,2. Trừ đi số hạng đã biết, tức là trừ đi 18,7. 20,2 trừ 18,7 bằng 1,5. Như vậy x bằng 1,5. Tiếp tục, các em sang câu C là x nhân với 12,5 bằng 6 nhân với 2,5. Đầu tiên, các em lấy 6 nhân 2,5 bằng 15. Như vậy các em có x nhân với 12,5 bằng 15. Muốn tìm x, tức là các em tìm thừa số chưa biết của một tích. Như vậy muốn tìm thừa số chưa biết của một tích, các em chỉ việc lấy tích chia cho thừa số đã biết, tức là x bằng tích là 15 chia cho thừa số đã biết, tức là chia cho 12,5. 15 chia cho 12,5 bằng 1,2. Như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh Học Toán Online. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh Học Toán Online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các के रोगिया